Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Align Travel Nha Trang. Trong video tiếp theo ngày hôm nay, Align Travel xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh của con đường Tệ Tỉnh. Thì hướng này đi thẳng sẽ ra giao với đường Nguyễn Thiện Thuật. Đường Nguyễn Thiện Thuật khi xưa nó là đường Lê Văn Diệp quý vị. Và con đường Tệ Tỉnh này là nó đối diện với bệnh viện Quân y 87 luôn. Thì theo yêu cầu của một anh muốn xem lại những hình ảnh của con đường Trần Quang Khải cũng như là một số hình ảnh của hẻm ngay góc của Trần Quang Khải và đường Hùng Vương. Thì bây giờ là Travel sẽ thực hiện video này gửi cho đến anh cũng như là quý vị các bạn cùng xem. Và đây là những hình ảnh của con đường hẻm của đường Trần Quang Khải này quý vị. Thì lúc trước cái đoạn chỗ này đất trống này là rất là nhiều quán ăn, nhà hàng. Và vị trí này là các cái quán hẻm đó. Hẻm này là hẻm 73/16, 73/14 của đường Trần Quang Khải. Ở đây đang có một cái dự án đang làm nữa nè. Khu vực này lúc trước là buôn bán nhộn nhịp lắm, khách Nga là họ thích ở những khu vực này. Và ngay vị trí phía tay phải quý vị, đây ngay góc của hẻm này là có rất là nhiều quán bán trái cây. Ngay vị trí đây bán rất là nhiều cho khách Nga cũng như khách Trung Quốc. Thì do ảnh hưởng dịch mọi thứ nó đã thay đổi rất là nhiều quý vị. Gần đây thì có cái khách sạn Poseidon Hotel. Ra đây là con đường Trần Quang Khải này quý vị. Con đường Trần Quang Khải này cũng là đường một chiều luôn. Hướng này đi thẳng ra thì ra giao với đường Trần Phú, đại lộ Duy Tân khi xưa, chứ không có đi ngược lại được. Gần đây đang có một công trình đang xây dựng nữa nè. Thẳng ra nữa thì sẽ gặp cái con hotel của Vinpearl. Và góc này là đường Hùng Vương và đường Trần Quang Khải. Thì theo như anh nói là ở vị trí này rẽ phải, thì để là cho vô rẽ qua vị trí phía bên phải này, hẻm này thử nha. Thì hẻm này người ta gọi là hẻm Quân Trắng. Này là hẻm Quân Trắng khi xưa, 111/2 Hùng Vương. Ở trong này có hẻm Cục. Còn hẻm Cục à? Có đường ra. Đây là hẻm 111/9/20. Hẻm Cục rồi. Đi xuống hẻm phía dưới. Khu vực này là có cái hotel New Sky, rồi biển Việt Hotel. Nhưng mà đi vô sau trong thì hẻm Cục rồi vậy. Ở đây là hẻm Quân Trắng khi xưa. 186 Hùng Vương nè. Qua mấy anh kia thì hình như là không có khách sạn nào. lên vô đi xuống cái hẻm phía dưới này thử nha. Ở dưới này cũng có một cái hẻm. Ở đây có Golden Ren Hotel này. Wow, lóc mà để ở nhà cho thuê hết nè. Ở đây là cái khu vực tổ dân phố văn hóa số 5, phường Lộc Thọ. Cái hẻm này thì nó rộng hơn hẻm hồi nãy. Thì ở trong này cũng có rất là nhiều Lê Dương Hotel này, rồi Abus Hotel. Ở chỗ này khá là rộng quá chứ. Chỗ này có cái Golden Hotel, rồi DTX Hotel nữa vậy, 61/29 Hùng Vương. Chỗ này có một lô đất trống. Vô vòng lại ha, đi qua lại cái hẻm đối diện mấy bên kia thử. Qua mấy bên kia thì cũng có một cái hẻm nữa, cũng là hẻm vuông trống luôn. Vô vòng qua bên hẻm này luôn nha. Hẻm này thì có một cái chùa, cũng có hotel rất là nhiều luôn. Hotel Khởi Minh hình như là sang lại luôn. Anna Travel. Đây hẻm vuông trắng này mình. Ba ít vuông trắng. Hẻm này 132/56 Hùng Vương. Đó, chỗ này để bán nhà nữa nè. Trời, nhà đẹp vậy mà bán. Rất là nhiều hẻm nhỏ nhỏ. Nó ra lại đường Hùng Vương trở lại rồi. Lên cho vô đi chậm rồi vô không biết cái hẻm nào luôn. Nãy đầu hẻm kia đi quằn lại rồi. Còn đây thì có cái giáo xứ Thánh Giê-xu UC ở 53 Hùng Vương. Hẻm này hẻm 132 này, gần đoạn biệt thự. Ngay góc này là biệt thự giao nhau với đường Hùng Vương này. Là nó rất là nhộn nhịp. Thì ở lúc trước còn khách Tây thì nó nhộn nhịp bấy nhiêu thì ngày nay nó vắng vẻ và điều hiu bấy nhiêu rồi. Các cái cửa hàng rồi quán xá rồi đều đóng cửa và cho thuê mặt bằng. Có chỗ thì để bán. Covid-19 này đã làm ảnh hưởng kinh tế rất là nghiêm trọng đối với ngành du lịch ở Nha Trang. Trường xưa, Âu, Phường 3, Tigon, Spa rồi là đóng cửa hết. Ở ngay vị trí này là đường Nguyễn Thị Minh Khai giao nhau với đường Hùng Vương này quý vị. Dạ. Nguyễn Thị Minh Khai khi xưa nó là đường Hàm Nghi. Thì hướng này quý vị rẽ phải sẽ đi ra lại đường biển, ra đường Trần Phú. Còn rẽ trái sẽ đi lên hướng đường Văn Đồn nối dài cũng như ra lại Lê Hồng Phong. Thì góc này có những cái quán T1 Spa lúc trước còn khách Tây và khách Trung Quốc, rất là nhộn nhịp luôn. Khu này là rất là đông mà ngày nay nó cũng vắng. Và ngay góc này thì có cái tòa nhà Panorama rất là cao, rất là đẹp. Của đường Hùng Vương rất là mát mẻ. Khu vực này là chợ đêm bên phía tay phải mình, nằm trên đường Nguyễn Thi. Thì lâu nay chợ đêm cũng đóng cửa rồi, tình hình buôn bán đất bán nhà để quá trời luôn. Các cửa hàng đóng cửa, dán cho thêm mặt bằng cảnh, đổi một cách lạ người từ khi ảnh hưởng dịch tới nay. Các hoạt động buôn bán kinh doanh hầu như là không còn luôn. Cho cuộc sống bao nhiêu con người thay đổi, cả thế giới này thay đổi hết. Và đây là những hình ảnh của đường Lê Thánh Tôn giao nhau với đường Hùng Vương. Ngay góc này là đường Trần Hưng Đạo và đường Lê Thánh Tôn này quý vị. Thì gần đây có một cái khách sạn Trần Viễn Đông cũng rất là đẹp. Trần Hưng Đạo Hotel. Con đường Trần Hưng Đạo này cũng khá là rộng rãi và thoáng, mà buôn bán kinh doanh cũng như khách sạn trên con đường này nó cũng ít. Ở vị trí này thì có tòa nhà Arizona rất là nổi bật, rất là nhiều đèn led. Ngày nay nó cũng đóng cửa luôn rồi. Thì đối diện với nó là có ký túc xá sinh viên của trường Đại học Khánh Hòa. Còn công ty yến xào Khánh Hòa trưng bày sản phẩm như là phòng quản lý đô thị vị trí 16 đường Trần Hưng Đạo, các quán cà phê Milano còn hoạt động đó. Và góc này là đường Nguyễn Chánh giao nhau Trần Hưng Đạo. Thì Nguyễn Chánh khi xưa nó là đường Nguyễn Tri Phương quý vị. Mời quý vị các bạn đi qua con đường Nguyễn Chánh nha. Hướng này của Nguyễn Chánh đi thẳng sẽ ra giao với đường Đinh Tiên Hoàng cũng như ra ngay chỗ vòng xoay ngã 7. Đây có Hải Âu Hotel. Đây là đường Hồ Kho Thám giao nhau với đường Nguyễn Chánh ngày nay. Và đây là góc đường Đinh Tiên Hoàng giao nhau với đường Nguyễn Chánh này quý vị, ngay vòng xoay ngã 7. Thì gần vòng xoay ngã 7 này là có trường trung học cơ sở Thái Nguyên ngày nay, khi xưa nó là trường nữ trung học Hiền Trân. thời của các cô học. Và đây là vị trí của giao nhau đường Quang Trung và đường Lê Thánh Tôn. Rẽ phải thì sẽ đi trên con đường Quang Trung. Đi thẳng con đường Quang Trung đó thì sẽ ra giao với đường 2 tháng 4, ngay góc đèn xanh đèn đỏ của đường cầu Nguyễn Bình Tân Trinh, gần cầu Nguyễn Cáp. Lan Chimo đang đi trên con đường này là con đường Lê Thánh Tôn. Hướng này đi thẳng sẽ tới bằng xe ngã 6 rồi. Ngay góc này là ngã 3 đường Bùi Thị Xuân. Đi vào đường Bùi Thị Xuân đó thì sẽ qua đường Lê Quý Đôn. Và trước màn hình của chú anh chị các bạn đó là vòng xoay ngã 6 của thành phố Nha Trang ngày nay. Thì vòng xoay ngã 6 này nó giao nhau giữa đường Lê Thánh Tôn, đường Lý Tự Trọng. Lý Tự Trọng khi xưa nó là đường Bá Đa Lộc quý vị. Rồi đường Lý Thánh Tôn, đường Lê Thành Phương. Lê Thành Phương khi xưa nó là đường nhà thờ. Rồi đường Thái Nguyên. Đường Thái Nguyên thì khi xưa nó là đại lộ Gia Long. Và đường Nguyễn Chánh khi xưa là đường Phước Hải. Dạ, và Lan Chimo đang đi trên con đường này là đường Thái Nguyên, đại lộ Gia Long khi xưa. Vị trí này gần công viên Thiếu Nhi. Đi thẳng hướng này của đường Thái Nguyên thì sẽ tới vòng xoay Mỏ Vòng. Dạ, ra giao nhau với vòng xoay Mỏ Vòng. Và trên con đường Thái Nguyên này có một cái ga Nha Trang. Ga Nha Trang cũng nằm trên đường Thái Nguyên. Rồi đối diện với ga Nha Trang đó là công viên 23 tháng 10 ngày nay. Khi xưa nó là công viên Võ Văn Kiệt. Vị trí này thì có cái Vinh Pro nằm trên đường Thái Nguyên ngày nay.